Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, và đặc biệt là chuẩn bị đón một mùa xuân thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và cũng thiệt là nhiều may mắn. Kính thưa quý vị mọi người, thì hôm nay chỉ còn có 2-3 ngày nữa thôi là Tết rồi. Thì theo Trọng biết là hôm nay cũng là một cái ngày làm việc cuối cùng của công nhân cũng như là của các công ty, là bắt đầu từ mai là nghỉ Tết rồi. Thì cũng rất là may mắn và hạnh phúc. Nhân cái ngày cuối cùng của làm việc của năm này thì Trọng có nhận được là 2 thùng quà. 2 thùng quà này là của cô Kim ở bên Mỹ. Và cô Kim cũng chính là cái người mà nhận nuôi bé Mimi, bé mèo á, bé mèo duy nhất trong gia đình của Trọng đó, từ lúc mà nó mình mới cứu về lần. Cô là người bảo trợ cho Mimi, cũng như là mẹ nuôi, cũng như hay là cái người mà hay gửi thức ăn về. Thật ra bé Mimi mà sống được từ hồi xưa đến giờ phút này là ăn toàn là pate hay là những cái hạt là toàn là do cô Kim gửi về hết. Và hôm nay thì Trọng rất là vui mừng và cảm ơn cô đã gửi về cho gia đình của Trọng 2 cái thùng quà này ăn Tết. Thì trong thùng quà này thì Trọng cũng biết có là nhiều cái đồ ăn của các bé, rồi bánh trái đồ cho gia đình nhỏ của Trọng. Và bây giờ thì Trọng sẽ khui thùng quà này cho mọi người xem và cùng chung vui với gia đình nhỏ của Trọng nha. Cũng tối rồi mọi người, không có đèn, chờ Trọng phải khui hơi nhanh nha. Rồi xong rồi Trọng cũng cho mấy em ra, có bánh thì Trọng cho nó ăn luôn. Mấy ngày nay thì nó cũng ăn quá trời rồi, thịt kho hột vịt rồi các thứ đồ nhiều lắm. Và đây là mấy cái mền này thì chắc là những cái mền đắp thôi. Đây không cần phải xem, của người thì không chưa xem, đừng ấy nha con, mấy của con. Đây là một cái đôi giày màu đen Fuma ơi già. Đây nè mọi người, bánh mứt các kiểu. Ngày mai khuya nay là Trọng về quê rồi, khuya nay là 4-5 giờ là bắt đầu Trọng sẽ về quê ăn Tết với ở gia đình ít hôm, rồi sau đó Trọng lên để cho Vũ về quê ăn Tết với gia đình. Hai anh em á thì gọi là chia nhau mỗi người mà mấy hôm một đôi giày nữa nè, một đôi giày màu đỏ, đỏ tròn chót luôn, là Tết nè mọi người, phải đỏ nha. Một đôi giày, cái này là cũng là bánh kẹo. Cô này để ghế coi, cô có gửi bánh này về cho mấy đứa bé ở dưới quê á, kẹo dẻo nè cho mấy đứa nhỏ ở dưới quê nó ăn. Đây cũng là với dụng cụ học tập, cô gửi tặng cho mấy bé cháu nhà của Trọng. Sách tô màu. Đây đồ kẹo Tết. Kẹo Tết. Đây là cái khô bò mà không biết là của người hay của chó, để Trọng hỏi sao. Coi, không biết người chó nữa. Nè con. Nè, cô Trọng mày ăn ngón tay anh đi. Thôi ha, bây giờ tối nè, anh để ở đây nha, mày chia nhau ăn nha, để ra đừng cắn lộn nha. Đó, khô nè, anh chia nhau ăn nha. Rồi anh còn mấy khu quà nha. Đây, nè con. Đó, bánh đó, bánh của cô Kim gửi về cho ăn nha. Ăn đi rồi anh khu quà tiếp, rồi anh cho ăn sau. Đây là hạt là của Mimi. Ồ, Mimi chứ này lại vô mánh nữa rồi à, quý vị ơi. Đây là những cái hộp pate mà những thức ăn gọi là như là hầu như là chính của Mimi luôn. Mimi nó ổng mê mấy cái này lắm. Ngày là có hàng này là ngày Mimi là ăn 2 hộp á. Đây. Đó. Thức ăn của Mimi. Mimi nó ăn cái này không à, hổm gài là không có cái này hết rồi, nó ăn cũng hơi yếu đó. Đây nè. Hạt của Mimi. Gì đây? Hai cái áo này. Hai cái áo này hình như cô có nói là tặng cho Vũ này, size S này. Đó, trời, Vũ có đồ Tết luôn nè nha.
đó. Hai cái áo này tặng cho Vũ, đẹp quá. Màu này nó đó. Ở đây là cũng là thức ăn của Mimi. Là thức ăn của Mimi. Quay xiên vô nè Vũ. Nè, bánh của chó nè. Cái bánh này cũng dành cho chó. Cái bánh này rất là ngộ nha. Riêng cái loại bánh này là y chang bánh người luôn. Từ cái mùi kem cho đến mùi sô-cô-la. Chứ không hiểu sao nữa. Còn cái bịch đen đen này hình như bò. Chắc cũng cho mấy bé chó đấy, chứ không phải cho người đâu. Để cho ông điện cho hỏi. Đó. Mèo, rồi sữa tắm. Đó, để hai cái áo gà thôi. Bây giờ chồng chất cái này vô lại nha. Để khui thêm thùng nữa, tại vì trời nó tối rồi mọi người. Trời nó cũng tối nhá nhem tối rồi. Chồng sợ không có đủ ánh sáng á. Để quay cho mọi người xem. Thôi nè. Đây là có được mấy cái nón kết. Đây là áo, đây là đồ Tết tôi tặng cho Trọng nè. Ui trời ơi, Tết này bông hoa này mọi người. Đấy, hoa này, một cái áo, hai cái áo, ui ba bốn cái áo lận, áo sơ mi. Quá đẹp luôn. Đây có hai cái quần jean. Hai cái quần jean cái màu rất là bụi bụi nha. Con lọc gì to dữ ta. À đây là một cái áo khoác. À với một cái áo khoác với một cái khăn. Cái này là tại vì cô có biết là Trọng á sang năm có cái ý định là Trọng đi xuyên Việt một chuyến để vừa giống như là mấy chục năm trong cuộc đời rồi chưa có được đi mà một lần nào mình đi xa như vậy để mình vừa xả stress rồi mình vừa tìm hiểu văn hóa của địa phương á, thì cô có tặng Trọng một chiếc khăn choàng và một cái áo này để là đi ngoài phía Bắc á nó lạnh rồi mình mang. Ba cái áo thun, cô để ba áo thun cho Trọng đây, ba cái áo thun xanh, đỏ và xanh, xanh chấm bi. Đây là hai hộp sô-cô-la, đây là những cái món quà mà cô vừa gửi cho Trọng cũng như là gửi cho gia đình. Cái này thì cũng như gia đình nè. Đây là cái bộ mà học tập, đồ chơi của các em nhỏ. Thì giống như là kiểu là cháu của Trọng đó là cũng là con của Vũ đồ à. Con có mấy đứa em rồi đó, thì cô có gửi tặng. Thì bánh đây, bánh hai hộp bánh này cô đợt trước có gửi một lần, ngày bánh này ăn rất là béo, rất là ngon, thì gửi về cho gia đình ăn Tết. Đây là nho khô, đây cũng là một cái phần quà là bánh cho mấy đứa em bé ăn Tết. Và đây là cái phong bao lì xì cô gửi về, cái phong thôi. Đang có lì xì để về quê rồi Trọng trong khi làm từ thiện đó, thì Trọng có nhờ mấy cái chị hàng xóm đến để gói bánh chưng, bánh tét phụ Trọng, thì Trọng cũng sẽ lì xì cho mấy chị bằng những cái phong bì này. Cũng cuối năm rồi quý vị, thì Trọng cũng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả, tất cả các mạnh thường quân, những người yêu thương kênh YouTube Trọng Cà Mau, những người yêu thương cái công việc của Trọng làm, những người mà đã đồng hành cùng với Trọng, có thể là đồng hành là mạnh thường quân, cũng có thể là đồng hành chỉ là xem video ủng hộ, cũng có thể là đồng hành góp ý kiến trên những cái comment. Nói chung là tất cả những cái gì mà quý vị tương tác với Trọng trong suốt một năm qua
Và nhân dịp ngày hôm nay thì chồng gửi lời tri ân, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cùng với chồng vượt qua một năm dịch bệnh đầy sóng gió để hôm nay chúng ta chuẩn bị đón một cái mùa xuân mới. Cái thứ hai là chồng xin cảm ơn riêng cô Kim đã gửi quà cho gia đình của chồng rất là nhiều lần. Đây là lần thứ ba, thứ tư gì rồi, rất là nhiều lần với những cái món quà mà phải nói là rất là có giá trị đối với chồng, vừa về tinh thần, vật chất. Có những chiếc áo, những cái quần cô gửi mà từ xưa giờ chồng chưa bao giờ chồng nghĩ là một ngày nào đó chồng sẽ bỏ ra vài triệu đồng để chồng mua. Tại vì tánh chồng là một con người rất là đơn giản, mua một cái áo, một cái quần có thể là chồng chỉ chọn những cái loại mà nó 100-200 nghìn, 300-400 nghìn, miễn sao mà nó sạch sẽ gọn gàng thôi. Chồng không nghĩ là một ngày mà mình phải bỏ ra hơn 100 đô, 200 đô để mua một cái mắt kính hay để mua một cái quần, một cái áo đâu. Chính vì cái điều đó chồng xin cảm ơn cô Kim rất là nhiều, đã hỗ trợ cho chồng, giúp đỡ cho chồng mà để cho chồng có được một cái dịp để trải nghiệm được những cái sản phẩm như vậy. Một lần nữa chồng xin cảm ơn cô Kim và xin chúc cho tất cả quý vị khán giả một năm mới dồi dào hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho cô Kim luôn luôn tươi trẻ và hạnh phúc. Bye bye tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.